Hãy thử nói, Lina, bố mẹ bạn có khỏe không? Lina, nǐ bàbà māmǎ hǎo ma? Lina, nǐ bàbà māmǎ hǎo ma? Bố mình rất khỏe. 我爸爸很好。我爸爸很好。 Mẹ mình rất khỏe. 我妈妈很好。我妈妈很好。 Hãy nói, Lina, bố bạn khỏe không? Lina, nǐ bàbà hǎo ma? Bây giờ là từ anh ấy, ông ấy. Tha, tha. Cô ấy, chị ấy, vân vân. Tha. Trong tiếng Trung, từ tha để chỉ nam và từ tha để chỉ nữ, cách đọc giống nhau, viết khác nhau. Hãy nhắc lại. Anh ấy, ông ấy, cô ấy, chị ấy. Tha. Tha. Hãy dùng đại từ tha để thay thế, nói là bố mình rất khỏe hay ông ấy rất khỏe. Tha khấn khảo. Tha khấn khảo. Sau đây là cách nói bọn họ. Tha mần. Tha mần. Trong đó từ mân là thanh nhẹ, ghép vào đằng sau danh từ trong tiếng Trung để chỉ số nhiều. Ví dụ, chúng tôi. Wǒ mèn. Wǒ mèn. Các bạn. Nǐ mèn. Nǐ mèn. Bọn họ. Tha mèn. Tha mèn. Hãy nói chúng tôi rất khỏe. 我们很好。我们很好。 Các bạn có khỏe không? 你们好吗? 你们好吗? Họ rất khỏe. 他们很好。 Họ có khỏe không? 他们好吗? 他们好吗? Các ông bố, bà mẹ. 爸爸妈妈们. 爸爸妈妈们. Hãy thử nói các ông bố. 爸爸们. 爸爸们. Các bà mẹ. 妈妈们. 妈妈们. Hãy nghe từ đều. Tâu. Tâu. Đều rất khỏe. Tâu khấn hảo. Tâu khấn hảo. Họ đều rất khỏe. Tha mần tâu khấn hảo. Tha mần tâu khấn hảo. Chúng tôi đều rất khỏe. Wǒ mèn tâu khấn hảo. Wǒ mèn tâu khấn hảo. Bây giờ hãy thử nói, các bạn đều khỏe chứ? Hay các bạn đều khỏe phải không? 你们都好吗? 你们都好吗? 你们都好吗?